cuối cùng ở cái nhóm này, khu vực châu Á, châu Phi, châu Á Thái Bình Dương. Ứng cử viên đến từ Nam Phi. How are you? I couldn't be better, Steve. Well, you can probably imagine how this evening would go for you. Em cảm giác cái đêm nay thật là tuyệt vời, phải không? Có tưởng tượng được là anh sẽ hỏi gì em hay không? Tôi có một câu hỏi như vậy cả tuần nay rồi. And Steve, the closest that I have to pig lion is my little Yorkshire. Tôi có câu hỏi tôi thừa nhận được là tôi gặp gỡ và đào tạo huấn luyện sư tử không? Vì đó là quốc gia của tôi. Cảm ơn ứng cử viên đến từ Nam Phi. Well, all these countries should be grateful. Tất cả ứng cử viên này. I'll tell you what I'm grateful for. South Africa. Và thí sinh đến từ Nam Phi. Still alive in the competition is. Và vẫn thí sinh tiếp theo vẫn còn có mặt trong cuộc đua đó chính là South Africa. Nam Phi. Literally a month after my crowning, I was hijacked and held at gunpoint. Tôi đã từng có một cái sự kiện trong đời tôi là tôi đã bị bắt cóc và đã bị lấy súng ra khỏi xe, cho hết điện thoại, cho chìa khóa, nhưng mà gã đó đã kéo tôi lại và đẩy tôi vào xe. Phải đi theo tôi. Tôi đã có lúc đó là tôi đã can đảm đấm người đó và tôi bỏ chạy. Và như vậy là tôi đã đến được nơi an toàn. Tôi đại diện cho Nam Phi như vậy. Ở đó tôi đã có một cái chương trình. My campaign consisted of mang tên là Unbreakable. Tôi giúp cho mọi người mới skills and knowledge, dạy cho họ những cái phương pháp tự vệ, cho họ sức mạnh. Đấy là một cái trải nghiệm rất là hay. Đâu có đại lắm đâu. Bởi vì tôi. Thí sinh đến từ Nam Phi. Vâng, một cô gái rất là cá tính đến từ Nam Phi. Vâng, với những chi tiết rất là tinh tế sắc sảo trên bộ trang phục và lấp lánh như thế này đã giúp cho cô ấy rất trở nên tỏa sáng. Và thí sinh đầu tiên bước vào vòng cuối cùng với top 5. South Africa. Đó là Hòa Hậu Nam Phi. I would love to encourage people to take hands and grow together and move forward as one nation. Tất cả mọi người, đặc biệt là quốc gia của tôi, cùng chung tay để giúp cho quốc gia của tôi được lớn mạnh. Ứng cử viên đến từ Nam Phi. Okay, women make up 49% of the global workforce. Chiếm 49% dân số thế giới. Theo em, đó là điều quan trọng nhất mà phụ nữ đang đối mặt ngày nay trên thế giới. Và lý do tại sao? Vậy nơi tôi nghĩ là phụ nữ chỉ được trả cái mức lương 75% so với người nam mà thôi. Mặc dù làm cùng một công việc, cùng một giờ như vậy, tôi không tin đó là điều đúng đắn. Tôi nghĩ chúng ta nên có công việc bình đẳng và mức lương bình đẳng cho tất cả phụ nữ trên thế giới. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn ứng cử viên đến từ Nam Phi. Chưa bao giờ có thí sinh vào đến vùng này và đây là lần thứ tư trong 3 năm liên tiếp như vậy mà có ứng cử viên của Colombia vào đến vòng top 3. Và chúng ta chỉ còn một vị trí nữa thôi sẽ đi tiếp để trở thành cơ hội trở thành Hoa hậu Hoàng Vũ tiếp theo. Có mặt trong top 3 đó là thí sinh đến từ Nam Phi. Đã 39 năm trôi qua rồi thì giờ đây mới có một ứng cử viên có một hoa hậu của Nam Phi vào đến vòng top 3 của cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ này. Và chúng ta sẽ đến với phần dự thi của thí sinh đến từ Nam Phi. Here is your question. Và đây là câu hỏi của bạn. What quality in yourself are you most proud of?
phẩm chất nào của bản thân bạn mà bạn cảm thấy bạn tự hào nhất để trở thành một cái yếu tố của một hoa hậu hoàng vũ? Trước tiên chúng ta phải tự tin, tự tin với phẩm chất chúng ta như chính chúng ta, với tư cách là một cá nhân, và với tư cách là người phụ nữ thì chúng ta phải vượt qua những nỗi sợ, và người đó phải vượt qua, phải giúp những phụ nữ khác để vượt qua những nỗi sợ như vậy. Không bao giờ là quá nhiều để mà đòi hỏi thắc mắc điều này điều kia. Đó là điều tôi sẽ làm với tư cách là một hoa hậu hoàng vũ. Xin cảm ơn câu hỏi của quý vị. Cảm ơn ứng cử viên đến từ Colombia và Nam Phi. Và xin mời bạn, hai bạn sẽ tiến ra sân khấu và một trong hai bạn sẽ trở thành tân hoa hậu hoàng vũ năm 2017. Và các bạn sẽ phải có những trách nhiệm của mình với tư cách là một hoa hậu hoàng vũ. Và bây giờ thì chúng ta đã có kết quả trên tay. Tân hoa hậu hoàng vũ năm nay là Nam Phi. Hãy bước đi những bước đi đầu tiên với cương vị hoa hậu hoàng vũ. Và những người hâm mộ tại quê nhà, xin chúc mọi người có một đêm ngon giấc. Yes. Thank you.